gấm cười hai chữ nhân tình eo le ai ơi lặng lặng mà nghe giữ răng việc trước lạnh về thân sao trái thời trung hiếu làm đầu gái thời tiết hành là câu Mến chào quý khán thính giả đã trở lại với kênh của Tuệ Ngọc Vân Vân. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tác phẩm truyện thơ Lục Vân Tiên của tác giả Nguyễn Đình Chiếu. Và trước khi đến với truyện thơ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về tác giả và tác phẩm về tác giả Nguyễn Đình Chiểu. Ông sinh năm 1822, mất năm 1888. Tục gọi là Đồ chiếu, sinh tại quê mẹ ở làng Tân Thới, tỉnh Gia Định, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Quê cha ở xã Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông thi đỗ Tú tài năm 21 tuổi, năm 1843. 6 năm sau, năm 1849, ông bị mù. Không đầu hàng số phận, Ông về gia đình dạy học và bốc thuốc chữa bệnh cho dân. Khi thực dân Pháp xâm lược Nam Kỳ, Nguyễn Đình Chiểu tích cực tham gia phong trào kháng chiến, cùng các lãnh tụ nghĩa quân bàn bạc việc đánh giặc và sáng tác thơ văn, khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân. Lúc cả Nam Kỳ đã rơi vào tay giặc, ông về sống tại Ba Tri, Bến Tre, nêu cao tinh thần bất khuất trước kẻ thù, giữ trọn lòng trung thành với tổ quốc với nhân dân cho đến lúc mất. Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc. Ông đã để lại nhiều án thơ văn có giá trị nhằm truyền bá đạo lý làm người như truyện Lục Vân Tiên, Dương Từ Hà Mậu, Cổ Vũ Lòng Yêu Nước, Ý Chí Cứu Nước như Chạy Giặc, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Duột, Thờ Điếu Trường Định và truyện thơ dài Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp. Truyện Lục Vân Tiên Truyện thơ nôm của Nguyễn Đình Chiểu được sáng tác khoảng đầu những năm 50 của thế kỷ 19. Lưu truyền rộng rãi dưới hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian như kể thơ, nói thơ Vân Tiên, hát Vân Tiên ở Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ. Ảnh hưởng của nó còn lan rộng ra toàn quốc. Truyện được in nhiều lần, bởi thế có nhiều văn bản khác nhau, có khi thêm bớt cả trăm câu thơ. Theo văn bản thường dùng hiện nay, truyện có 2082 câu thơ lục bát có thể tóm tắt truyện như sau. Lục Vân Tiên quê ở quận Đông Thành, khôi ngô tuấn tú, tài kim văn võ. Nghe triều đình mở khoa thi, Vân Tiên từ giả thầy xuống núi đua tài. Trên đường về nhà thăm cha mẹ, gặp bọn cướp phong lai đang hoành hành. Chàng đã một mình đánh tan bọn cướp, cứu được Kiều Nguyệt Nga. Cảm ơn đức ấy, Nguyệt Nga đã tự nguyện gắn bó suốt đời với Vân Tiên, và tự tay vẽ một bức hình chàng giữ luôn bên mình còn vân tiên tiếp tục cuộc hành trình gặp và kết bạn với hớn minh một sĩ tử khác sau khi về thăm cha mẹ vân tiên cùng tiểu đồng lên đường đi thi ghé thăm võ công người đã hứa gả con gái là võ thể loan cho chàng từ đây vân tiên có thêm người bạn đồng hành là vương tử trực tới kinh đô lại gặp trịnh hâm bùi kiệm thấy vân tiên tài cao hâm kiệm sinh lòng đố kỵ ghen ghét lúc sắp vào trường thi vân tiên nhận được tin mẹ mất liền bỏ thi trở về quê chịu tang dọc đường về vân tiên đau mắt nặng rồi bị mù cả hai mắt lại bị trịnh hâm lừa đẩy xuống sông nhờ giao long dìu đỡ đưa vào bãi vân tiên được gia đình ông ngư cưu mang sau đó chàng lại bị cha con võ công hãm hại đem bỏ vào hang núi thương tòng được du thần và ông Tiều cứu ra, Vân Tiên may mắn lại gặp Hớn Minh. Vì trừng trị cậu công tử con quang, ý thế làm càng, mà Hớn Minh phải bỏ thi, sống lẫn lúc trong rừng. Hớn Minh đón bạn về nương nấu ở nơi am vắng. Khoa thi năm ấy, tử trực đổ thủ khoa, trở lại nhà họ võ, hỏi thăm tin tức Vân Tiên. Võ công ngõ ý muốn gả con gái, bị tử trực cử tuyệt và mắng thẳng vào mặt. Võ công hổ thiện ốm chết nghe tin lục vân tiên đã chết kiều nguyệt nga thì sẽ thủ tiết suốt đời thái sư đương triều hỏi nàng cho con trai không được đem lòng thù oán tâu vua bắt nguyệt nga đi cống giặc ô qua thuyền đi tới biên giới nàng mang theo bức hình vân tiên nhảy xuống sông tự tử, tử phật bà quan âm đưa nàng giặc vào vườn hoa nhà họa bùi bùi công nhận nàng làm con nuôi nhưng bùi kiệm lại một hai đòi lấy nàng làm vợ Nguyệt Nga phải trốn khỏi nhà họ bùi, vào rừng nương nhờ một bà lão dịch vải. Lục Vân Tiên ở với Hấn Minh, được tiên cho thuốc, mắt lại sáng, liền trở về nhà thăm cha, viếng mộ mẹ, thăm cha của Kiều Nguyệt Nga. Đến khoa thi, chàng đỗ trạng nguyên và được nhà vua cử đi dẹp giặc ô qua. Hấn Minh được tiến cử làm phó tướng, đánh tàn giặc, Vân Tiên một mình lạc trong rừng, đến nhà lão bà hỏi thăm đường, và gặp lại Nguyệt Nga. Chàng về triều tâu hết sự tình, kẻ gian ác bị trừng trị, người nhân nghĩa được đền đáp. Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga xâm vầy hạnh phúc. Trước đèn xem truyền Tây Minh, gấm cười hai chữ, nhân tình éo le hỡi ai lặng lặng mà nghe giữ răng việc trước lành về thân sau trai thời trung hiếu làm đầu gái thời tiết hạnh là câu trâu mình có người ở quận đông thành tu nhân tích đức sớm sanh con hiền đặt tên là lục vân tiên tuổi vừa hai tám nghề chuyên học hành theo thầy nấu sử xôi kinh tháng ngày bao quản sân trình lao đao. Văn đà khởi phụng đằng dao, võ thêm ba lượt sáu thao ai bì. Sảy nghe mở hội khoa thi, vân tiên vào tạ tôn sư xin về. Bấy lâu cửa thánh dựa kề, đã tươi khí tượng lại xuê tinh thần. Nay đà gặp hội Long Vân, ai ai mà chẳng lập thân buổi này. Chỉ lâm bắn nhạn viên mây, danh tôi đặng rạng Tiếng thầy bay xa Làm trai trong cõi người ta Trước là báo hổ Sau là hiển vang Tôn sư khi ấy luận bàn gẫm trong số hệ Khoa tràng còn xa Máy trời chẳng dám nói ra Xui thầy thương tớ Xót xa trong lòng Sau dầu tỏ nỗi đục trong Phải toan một phép Để phòng hộ thân Rạy con xuống chốn phong trần thầy cho hai đạo phù thần đem theo. Chẳng may mà gặp lúc nghèo, xuống sông cũng vững, lên đèo cũng an. Tôn sư trở lại hậu đàn, vân tiên ngơ ngẩn, lòng càng sanh nghi. Chẳng hay mình mắc việc chi, tôn sư người dạy, khoa kỳ còn xa. Hay là bối rối việc nhà, hay là đức bạc, hay là tài sơ, Bấy lâu lòng những ước mơ, hội này chẳng gặp còn chờ hội nào. Nên hư chẳng biết làm sao, chi bằng hỏi lại lẽ nào cho minh, đặng cho rõ nỗi sự tình, ngõ sâu ngàn dặm đăng trình mới an. Tôn sư ngồi hãy thở than, ngó ra trước án thấy chàng trở vô. Hỏi rằng: Vạn lý trường đồ sao chưa cất gánh? trở vô việc gì hay là con hãy hồ nghi thầy bàn một việc khoa kỳ ban trưa vân tiên nghe nói liền thưa tiểu sanh chưa biết nắng mưa buổi nào song đường tuổi hạt đã cao xin thầy nói lại âm hao con tường tôn sư nghe nói thêm thương dắt tay ra chốn tiền đường coi trăng nhân cơ tàn sự dặn rằng việc người chẳng khác việc trăng trên trời. Tuy là soi khắp mọi nơi, khi mờ khi tỏ, khi vơi khi đầy. Sau con cũng rõ lẽ này, lựa là con phải hỏi thầy làm chi? Số con hai chữ khoa kỳ, khôi tinh đã rạng, tử vi thêm lòa. Hiềm vì ngựa chạy đường xa, Thỏ vừa ló bóng, gà đà gáy tan. Bao giờ cho tới Bắc Phan? gặp chuột ra đàn con mới nên danh sau dầu đặng chữ hiển vinh mấy lời thầy nói tiền trình chẳng sai trong cơ bỉ cực thới lai giữ mình cho vẹn việc ai chớ sờn vân tiên vội vã tạ ơn trăm năm dốc dữ kêu sơn mọi lời ra đi vừa rạng chân trời ngùi ngùi ngó lại nhớ nơi học đường tiên rằng thiên cát nhất phương thầy đeo đoạn thảm tớ vương mối sầu quảng bao thân trẻ giải dầu mang đai tử lộ quấy bầu nhan uyên bao giờ cá nước gặp duyên đặng cho con thảo phỉ nguyền tôi ngay Kể từ lướt dặm tới nay, mỗi mê hậu đã mấy ngày sông sương, đói nhìn phong cảnh thêm thương, vơi vơi dậm cũ, nẻo đường còn xa. Chi bằng kiếm chốn lân gia, trước là tìm bạn, sau là nghỉ chân. Việc chi than khóc tưng bừng, đều đem nhau chạy vào rừng lên non. Tiên rằng, bớ chú cổng con, việc chi nên nổi bon bon chạy hoài. Dân rằng, tiểu tử là ai, hay là một đảng sơn đài theo tao? Tiên rằng, cớ sự làm sao, xin ngừng vài bước sẽ trao một lời. Dân nghe tiếng nói khoan thai, kêu nhau dừng lại, bày lời phân qua. Nhân rầy có đảng lâu la, tên rằng đổ dự hiệu là phong lai. Nhóm nhau ở chốn sơn đại, người đều sợ nó có tài khôn đương. Bây giờ xuống cướp thôn hương, thấy con gái tốt qua đường bắt đi. Xóm làng chẳng dám nói chi, cảm thương hai gã nữ nhi mất nàng. Con ai dốc ngọc mình vàng, má đào mày liễu dung nhan lạnh lùng. E khi mắt đảng hành hung, uống trang thục nữ sánh cùng thất phu. Thôi thôi chẳng dám nói lâu, chạy đi cho khỏi kẻo âu tới mình. Vân Tiên nổi giận lôi đình, hỏi thăm. Lũ nó còn đình nơi nào? Tôi sinh ra sức anh hào, cứu người cho khỏi lao đao buổi này. Dân rằng, lũ nó còn đây, qua xem tướng bậu thơ ngây đã đành. E khi hỏa hổ bất thành, khi không mình lại xô mình xuống hang. Vân Tiên ghé lại bên đàn, bé cây làm gậy nhằm làng sông vô. Kêu rằng bớ đảng hung đồ, chớ quen làm thói hồ đồ hải dân. Phong lai mặt đỏ phừng phừng, thằng nào dám tới lấy lừng vào đây. Trước gây việc giữ tại mày, truyền quân bốn phía phủ vây bịch vùng vân tiên tả đột hữu sông khác nào triệu tử phá vòng đương gian lâu la bốn phía vỡ tan đều quăng gươm giáo tìm đàn chạy ngay phong lai trở chẳng kịp tay bị tiên một gậy thác rầy thân vong dẹp rồi lũ kiến chồm ông hỏi ai than khóc ở trong xe này thưa rằng tôi thiệt người ngay sa cơ nên mới lầm tay hung đồ trong xe chật hẹp khôn phô cúi đầu trăm lại cứu cô tôi cùng. Vân Tiên nghe nói động lòng, đáp rằng, ta đã trừ dòng lâu la. Khoan khoan, ngồi đó chớ ra, nàng là phận gái, ta là phận trai. Tiểu thơ con gái nhà ai, đi đâu nên nổi mang tay bất kỳ. Chẳng hay tên họ là chi, khuê môn phận gái việc gì đến đây. Trước sau chưa hẳn dạ này, hai nàng ai tớ, ai thầy nói ra thưa rằng tôi kiều nguyệt nga con này tỷ tức tên là kim liên quê nhà ở quận tây xuyên cha làm tri phủ ở miền hà khê sai quân đem bức thơ về rước tôi qua đó định bề nghi gia làm con đâu dám cãi cha ví dầu ngàn dặm đường xa cũng đành chẳng qua là sự bất bình hay vậy cũng chẳng đăng trình làm chi lâm nguy chẳng gặp giải nguy tiếc trăm năm cũng bỏ đi một hồi trước xe quân tử tạm ngồi xin cho tiện thiếp lại rồi sẽ thưa chúc tôi liễu yếu đạo thơ giữa đường lâm phải bụi dơ đã phần hà khi qua đó cũng gần xin theo cùng thiếp đền ân cho chàng gặp đây đương lúc giữa đàn của tiền chẳng có bạc vàng cũng không gẫm câu báo đức thù công lấy chi cho phỉ tấm lòng cùng ngươi. Vân Tiên nghe nói liền cười, làm ơn há dễ trong người trả ơn. Nay đà rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính thiệt so hơn làm gì. Nhớ câu kiến ngại bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Đó mà biết chữ thủy chung, lựa là đây phải theo cùng làm chi nguyệt nga biết ý chẳng đi hỏi qua tên họ một khi cho tường thưa rằng tiện thiếp đi đường chẳng hay quân tử quê hương nơi nào phúc nghe lời nói thanh tao vân tiên há nở lòng nào phôi pha đông thành vốn thiệt quê ta họ là lục thị tên là vân tiên nguyệt nga vốn đấng thuyền quyên tai nghe lời nói tay liền trúc trâm thưa rằng nay gặp tri âm xin đưa một vật để cầm làm tin vân tiên ngơ mặt chẳng nhìn nguyệt nga liếc thấy càng thình nết na vật chi một chút gọi là thiếp thưa chưa dứt chàng đà làm ngơ của này là của vất vơ lòng chê cũng phải mặt ngơ sao đành vân tiên khó nổi làm thinh chữ ân buộc lại chữ tình lây dây than rằng đó khéo trêu đây, ơn kia đã mấy của này rất sang. Đương khi gặp gỡ giữa đàn, một lời cũng nhớ ngàn vàng chẳng phai. Nhớ câu trọng nghĩa khinh tài, nào ai chịu lấy của ai làm gì. Thưa rằng, chúc phận nữ nhi, vốn chưa biết lẽ có khi mít lòng. Ai về những đấng anh hùng, thấy trâm tôi lại thẹn cùng cây trâm riêng thang trăm hỡi là trăm vô duyên chi bấy ai cầm mà mơ đưa trăm chàng đã làm ngơ thiếp xin đưa một bài thơ giả từ vân tiên ngó lại rằng ừ làm thơ cho kịp bấy chữ chớ lâu nguyệt nga ứng tiếng xin hầu xuống tay liền tả tám câu năm vần thơ rồi này thiếp xin dân ngửa trong lượng rộng văn nhân thế nào Vân Tiên xem thấy ngạc ngào, ai về sức gái tài cao bực này. Đã mau mà lại thêm hay, chẳng phen tạ nữ cùng tày từ phi. Thơ ngâm vũ xuất vũ kỳ, cho hay tài gái kém gì tài trai. Như vậy ai lại thua ai? Vân Tiên họa lại một bài trao ra. Xem thơ biết ý gần xa, mai hòa vẫn điểu, điểu hòa vẫn mai. Có câu xúc cảnh hứng hoài, đường xa vội vội dậm dài vơi vơi. Ai ai cũng ở trong trời, gặp nhau lời đã cạn lời thời thôi. Vân Tiên từ giả phản hồi, Nguyệt Nga than thở, tình ôi là tình. Nghĩ mình mà ngán cho mình, nỗi ân chưa trả nỗi tình lại vương. Nặng nề hai chữ uyên ương, chuỗi sầu ai khéo, vấn vương vào lòng. Nguyện cùng nguyệt lão hỡi ông, trăm năm cho vẹn chữ tùng mới an. Hữu tình chi bấy ngưu lang tấm lòng chức nữ, vì chàng mà nghiêng. Thôi thôi em hỡi kim liên, đẩy xe cho chị qua miền hà khê. Trải qua dấu thỏ đường dê, chim kêu vượng hú tứ bề nước non, vái trời cho đặng vuông tròn trăm năm cho trọn lòng son với chàng phúc đâu đã tới phủ đàn kiều công xem thấy lòng càng sanh nghi hỏi rằng nào trẻ tụy nhi cớ sao nên nổi con đi một mình nguyệt nga thưa việc tiền trình kiều công tưởng nổi sự tình chẳng vui nguyệt nga dạ hãy ngùi ngùi nghĩ mình thôi lại sụt sùi đòi cơn lao đao phận trẻ chi sờn No nao trả đặng công ơn cho chàng. Kiều Công nghe nói liền can, dạy rằng, con hãy nghĩ an mình vàng. Khi nào cha rảnh việc quan, cho quân qua đó mời chàng đến đây. Sao sao chẳng kiếp thời chày, cha nguyện trả đặng ơn này thời thôi. Hậu đường con hãy tạm lui, làm khuây giả trẻ cho vui lòng già. Tây Lầu trống điểm sang ba, Nguyệt Nga còn hãy xót xa phận mình. Dời chân ra chốn hoa đình, xem trăng rồi lại, chạnh tình cố nhân. Thang rằng, lưu thủy cao sơn, ngày nào nghe đặng tiếng đờn tri âm. Chữ tình càng tưởng càng thâm, muốn pha khó lợt, muốn dầm khôn phai. Vơi vơi đất rộng trời dài, hỡi ai nở để cho ai đeo phiền trở vào bèn lấy bút nghiêng đặt bàn hương án chúc nguyền thần linh lầu lầu một tấm lòng thành họa ra một bức tượng hình vân tiên than rằng ngàn dặm sơn xuyên chữ ân đệ dạ chữ duyên nhóm sầu chuyện nàng sau hãy còn lâu Chuyện chàng xin nối thứ đầu chép ra. Vân tiên từ cách Nguyệt Nga, giữa đường lại gặp người xa kinh kỳ. Ta xem mặt mũi đen xì, mình cao sổ sổ dị kỳ rất hung. Nhớ câu bình thủy tương phùng, anh hùng lại gặp anh hùng một khi. Chẳng hay danh tánh là chi, một mình mang gói ra đi việc gì? Đáp rằng, ta cũng xuống thi hớn minh tánh tự ô mi quê nhà vân tiên biết lẽ chánh tà hễ người dị tướng ắt là tài cao chữ rằng bằng hữu chi giao tình kia đã gặp lẽ nào làm khuây nên rừng há dễ một cây muốn cho có đó cùng đây luôn vần kìa nơi võ miếu hầu gần hai ta vào đó nghỉ chân một hồi cùng nhau bày họ tên rồi hai chàng tự tạ đều lui ra đường. Hấn Minh đi trước tụ trường, Vân Tiên còn hãy hồi hương viếng nhà. Mừng rằng, nay thấy con ta, cha già hằng tưởng mẹ già luống trong. Bấy lâu đèn sách gia công, con đã nên chữ tăng bồng cùng chăng. Vân Tiên quỳ lại thưa rằng, chẳng hơn người cổ cũng bằng người kim. Dám xin cha mẹ yên tâm, cho con trả nợ thanh khâm cho rồi. Mẹ cha thấy nói thêm vui, lại lo non nước xa xôi ngàn trùng. Cho theo một đứa tiểu đồng, thư phong một bức dặn cùng vân tiên. Xưa đà định chữ lương duyên, cùng quan hưu trí ở miền Hàng Giang. Con người là võ thể loan, tuổi vừa hai bảy dung nhan mặn mà. Chữ rằng hồ Việt nhất gia, con đi qua đó trao qua thơ này. Con dầu bước đặng thang mây, dưới chân đã sẵn một dây tơ hồng. Sông thân dạy bảo vừa xong, Vân Tiên cùng gã tiểu đồng dời chân. Ra đi tách dặm băng chừng, gió nam rầy đã đưa xuân qua hè. Lại xem dặm liễu đường hòe, tinh ông ngơ ngáo tiếng ve vang dày. Vui xem nước nọ non này, nước sao sóng giận non vầy đá cao. Màn trời gấm trải biết bao, trên nhành chim nói, dưới ao cá cười. Quân thành nhắm kiển coi người, kiển sinh như vẻ, người tươi như dồi. Hàng giang phúc đã tới nơi, vân tiên ra mắt một hồi trình thơ. Võ công lấy đọc bấy giờ, mừng duyên cầm sắc, mối tơ đặng liền. Liếc coi tướng mạo vân tiên, khá khen họ lục, phước hiền sanh con, mày tầm mắt phụng môi son, mười phân cốt cách vuông tròn mười phân. Những e kẻ tấn người tần, nào hay chữ ngẫu đặng gần chữ dai. Xem đà đẹp đẽ hòa hai, này dâu nam giảng nọ trai đông sàng. Công rằng, Ngại tế mới sang, muốn lo việc nước, hãy toan việc nhà. Tiên rằng, nhờ lượng nhạc gia, đại khoa giàu đặng, tiểu khoa lo gì công rằng Con dốc xuống thi Sao không kết bạn mà đi tự trường Gần đây có một họ vương Tên là Tử Trực Văn Chương Tốt Đời Cha đà sai trẻ qua mời Đặng con cùng gã thử chơi một bài Thấp cao cao thấp biết tài Vậy sau trước bạn cùng mai mới màu Xảy đâu tử trực tới hầu Võ công sẵn đặt một bầu rượu ngon Công rằng này bớ hai con, thơ hay làm đặng rượu ngon thưởng liền. Muốn cho trực sánh cùng tiên, lấy câu bình thủy hữu duyên làm đề. Song song hai gã giao kề, lục vương hai họ đua nghề một khi. Cho hay kỳ lại gặp kỳ, bạch hàm há dễ kém chi như hoành. Công rằng, đơn quý đôi nhành, bán vàng thế bạc đã đành danh nêu như chuông chẳng đánh chẳng kêu, ngọn đèn tỏ rõ trước khêu bởi mình. Thiệt trang lương đóng đã đành, khá khen hai họ tài lành hòa hai. Trực rằng, tiên vốn cao tài, có đâu én học sánh vai một bầy. Tình cờ mà gặp nhau đây, trực rày xin nhượng tiên này làm anh. Nay đã nên nghĩa đệ huynh, xin về mai sẽ thượng trình cùng nhau phúc xem trăng đã đứng đầu vân tiên vào chốn thơ lầu nghỉ an võ công trở lại hậu đàn đêm khuya dạy dỗ thể loan mọi lời ngày mai vừa rạng chân trời tiểu nhi trang điểm ra nơi lê đình gọi là chúc nghĩa tống tình phòng sau cho khỏi bất bình cùng nhau bóng trăng vừa lộ nhành dâu vân tiên vào tạ dây lâu xuất hành ra đi vừa thuở bình minh Thể Loan đứng trước Lê Đình, Liễm Dung. Thưa rằng, quân tử phó công, xin thương bồ liễu chữ tùng ngây thơ. Tấm lòng thương nhớ gió mưa, đường xa ngàn dặm, xin đưa một lời. Ngày nay Thánh Chúa trị đời, nguyện cho Linh Phụng gặp nơi ngô đồng. Quảng bao chúc phận má hồng, phòng khuya vò võ đợi trong khôn lường. Chàng giàu cung quế xuyên dương, thiếp xin hai chữ tào khương cho bằng xin đừng tham đó bỏ đăng chơi ly quên lựu chơi trăng quên đèn tiên rằng như lửa mới nhen dễ trong một bếp mà chen mấy lò may duyên rủi nợ dễ phô chớ nghi ngô khởi hãy lo mãi thần thể loan vội vã lui chân vân tiên từ biệt trong chừng trường an xa xa vừa mới dậm đàn, gặp vương tử trực vầy đoàn đều đi. Trải qua thủy tú sơn kỳ, phí lòng cá nhảy, gặp thì rồng bay. Người hay lại gặp kiến hay, khác nào tiên tử chơi rầy bồng lai. Cùng nhau tả chút tình hoài, năm ba chén rượu, một vài câu thơ. Công danh ai chẳng ước mơ, ba tầng cửa võ một giờ nhảy qua. Cùng nhau bàn bạc gần xa, chữ tài chữ mạng, xưa hòa ghét nhau. Trực rằng rồng xuống vực sâu, mặc dầu dẫn sóng, mặc dầu chơi mây. Tiên rằng hồng hộc đều bay, e khi mỏi cánh lạc bầy về sau. Mãn còn trò chuyện với nhau, trong chừng kinh địa đã hầu tới nơi. Trên chênh, chênh vừa xế mặt trời, hai người tìm quán nghỉ ngơi đợi kỳ. Phúc đâu gặp bạn cố tri, đều bày tên họ một khi mới tường. Một người ở quận Phan Dương, tên hâm họ trịnh, tầm thường nghề văn. Một người ở phủ Dương Xuân, họ bùi tên kiệm tác chừng đôi mươi. Hai người lại gặp hai người, đều vào một quán vui cười ngã nghiêng. Kiệm rằng, nghe tiếng anh tiên, nay đã thấy mặt phí nguyện ước ao. Hâm rằng, chưa biết thấp cao, làm thơ mới biết bậc nào tài năng bèn kêu ông quán nói rằng khá toan sắm sửa đồ ăn cho bề quán rằng thịt cá ê hề khô lân chả phụng bồn bề thiếu đâu kìa là thuốc lá ướp ngâu trà ve tuyết điểm rượu bầu cúc hương để khi đãi khách giàu sang đãi người văn vật đãi trang anh hùng bỉ bàn trà rượu đã xong bốn người ngồi lại một vòng làm thơ kiệm hâm còn hãy ngẩn ngơ Phúc thơ tiên trực một giờ đều xong. Kiệm hâm xem thấy lạ lùng, Gẫm nghi tiên trực viết tùng cổ thi. Chẳng hay ông quán cười chi, Vỗ tay xuống chiếu một khi cười dài. Tiên rằng, ông quán cười ai? Quán rằng, cười kẻ bất tài đồ thơ. Cười người tôn tẩn không lừa, Trước đà thấy máy, chẳng ngừa bàn quyên. Trực rằng, lời nói hữu duyên, Thế trong kinh sử có tuyền cùng chăng? quán rằng Kinh sử đã từng, coi rồi lại khiến lòng hằng xót xa. Hỏi thời ta phải nói ra, vì chân hay ghét cũng là hay thương. Tiên rằng, trong đục chưa tường, chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào. Quán rằng, ghét việc tầm phào, ghét cay ghét đắng ghét vào tới tâm. Ghét đời kiệt trụ mê dâm, để dân đến nỗi xa hầm sấy hang ghét đời u lệ đa đoan, khiến dân luống chịu lầm than muôn phần. Ghét đời ngũ bá phân vân, chuộng bề dối trá làm dân nhọc nhằn. Ghét đời thúc quý phân băng, sớm đầu tối đánh lằn nhằn rối dân. Thương là thương đức thánh nhân, khi nơi tống vệ lúc trần lúc khuôn. Thương thầy nhan tử dở gian, 31 tuổi tách đàn công danh. Thương ông gia cát tài lành, gặp cơn hán mạc đã đành phôi pha. Thương thầy đồng tử cao xa, chí thời có chí, ngôi mà không ngôi. Thương người nguyên lượng ngùi ngùi, lỡ bề giúp nước lại lui về cày. Thương ông hàng vũ chẳng may, sớm dưng lời biểu tối đầy đi xa. Thương thầy liêm lạc đã ra, bị lời xua đuổi về nhà giáo dân. Xem qua kinh sử mấy lần, nửa phần lại ghét nửa phần lại thương trực rằng chùa rách phật vàng ai hay trong quán ẩn tàng kinh luân thương dân sao chẳng lập thân để khi nắng hạ toan phần làm mưa quán rằng nghiêu thuấn thuở xưa khó ngăn xào phủ khôn ngừa hứa do di tề chẳng khứng giúp châu một mình một núi ai hầu chỉ ai ông y ông phó ôm tài kẻ cày người cuốc đoái hoài chi đâu. Thái công xưa một cần câu, hôm mai sông vị mặc dầu vui chơi. Nghiêm lăng đã mấy đua bơi, cày mây câu nguyệt tả tơi áo cầu. Trần đoàn chẳng chút lo âu, gió trăng một túi công hầu chim bao. Người nay có khác xưa nào, muốn ra ai cấm, muốn vào ai ngăn. Hôm rằng, lão quán nói nhăn, dầu cho trải việc cũng thằng bán cơm gối rơm theo phận gối rơm, có đâu ở thấp mà trồm lên cao. Quán rằng, sấm chớp mưa rào, ếch ngồi đáy giếng thấy bao lâm trời. Sông trong cá lội thảnh thơi, xem hai con mắt sáng ngời như châu. Uống thay đờn gãy tai trâu, nước sao đầu vịt, gẫm âu nực cười. Tiên rằng, ông quán chớ cười, đây đà nhớ lại bảy người trước lâm cùng nhau kết bạn đồng tâm, khi cờ, khi rượu, khi cầm, khi thi. Công danh phú quý mạng chi, sao bằng thông thả, mặc khi vui lòng. Rừng nhu biển thánh minh mông, dù ai lặn lội cho cùng vậy vây. Quán rằng, đó biết ý đây, lời kia đã cạn rượu này thưởng cho. Kiệm hâm là đứa so đo, thấy tiên giường ấy âu lo trong lòng. Khoa này tiên ắc đầu công, hâm dầu có đậu cũng không xong rồi. Mãn còn nghĩ việc tới lui, xảy nghe trống đã, dục thôi vào trường. Kẻ thùng người tráp đầy đường, lao sao đoàn bảy, chàng ràng lũ ba. Vân tiên vừa bước chân ra, bỗng đâu xảy gặp tin nhà gửi thơ. Khai phong mới tỏ sự cơ, mình gieo xuống đất giật giờ hùng hoa. Hai hàng lụy ngọc nhỏ xa, trời Nam Đất Bắc xót xa đoạn trường. Anh em ai nấy đều thương, trời ơi há nở lấp đường công danh. Những lâm công tội danh thành, nào hay từ mẫu u minh sớm dời. Gắn vào trong quán an nơi, tớ thầy than thở liệu lời quy lai. Tiểu đồng than vắng than dài, trời sao trời nở, phụ tài người ngay. Trực rằng, đã đến nỗi này, tiểu đồng bậu hãy làm khuây giải phiền. Sớm hôm than thuốc giữ gìn, chờ ta vài bữa ra trường sẽ hay. Bây giờ kiếp rước thợ may, sắm đồ tan phục nội ngày cho xong. Dây rơm mũ bạc áo thùng, cứ theo trong sách văn công mà làm. Tiên rằng, con bắt mẹ nam, nước non vội vội đã cam lỗi nghì. Trong mình không cánh không vi, lấy chi lướt dậm, lấy chi bớt đàn, vào tràng phúc lại gặp tan, ngẩn ngơ kẻ ở lỡ là người đi. Việc trong trời đất biết chi, sao dời vật đổi còn gì mà trông. Hai hàng lụy ngọc rồng rồng, tưởng bao nhiêu lại, đau lòng bấy nhiêu. Cánh buồm bao quảng gió siêu, ngàn trùng biến rộng, chính chiều ruột đau. Thương thay chính chữ cụ lao, ba năm nhũ bộ, biết bao nhiêu tình. Quán rằng trời đất thình lình, gió mưa đâu phúc gãy nhành thiên hương. Ai ai trông thấy cũng thương, lỡ bề báo hiếu, lỡ đường lập thân. Dầu cho trước quỷ mưu thần, phong trần ai cũng phong trần như ai. Éo lê ai khéo đặt bài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Đường đi hơn tháng chẳng gần, khi qua khi lại mấy lần sông pha xảy đâu bạc tác vừa ra, trực cùng hâm kiệm xúm mà đưa tiên. Hâm rằng, anh chớ ưu phiền, khoa này chẳng gặp ta nguyền khoa sau. Thấy nhau khó nổi giúp nhau, một vừng mây bạc giàu giàu khá thương. Vân tiên cất gánh lên đường, trịnh hâm ngó lại đôi hàng nhỏ xa. Đi vừa một dặm xa xa, Phúc nghe ông quán buông ba theo cùng. Quán rằng, thương đấng anh hùng, đưa ba hường thuốc để phòng hộ thân. Chẳng may gặp lúc gian trung, đương khi quá đói thuốc thần cũng no. Tiên rằng, cuối đội ơn cho, tấm lòng ngài ngại, hãy lo xa gần. Quán rằng, ta cũng bân khuân, thấy vậy nên mới tị trần đến đây. Non xanh nước bích vui vầy, khi đêm rượu cúc, khi ngày trà lan, dấn thân vào chốn an nhàn thoát vòng danh lợi, lánh đàn thị phi. Nói rồi quầy quả ra đi. Vân Tiên xem thấy càng nghi trong lòng. Trong chừng dậm cũ thẳng sông, nghĩ đòi cơn lại, não nồng đòi cơn. Nên hư chúc phận chi sờn, nhớ câu dưỡng dục, lo ơn sanh thành. Mang câu bất hiếu đã đành, nghĩ mình mà thẹn, cho mình làm con. Trọn đời một tấm lòng son, chỉ lâm trả nợ, nước non cho rồi nào hay nước chảy hoa trôi, nào hay phận bạc như vôi thế này. Một mình ngơ ngẩn đường mây, khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu sương. Đến nay lâm việc mới tường, hẹn chi thời dạy, khoa trường còn xa. Tiểu đồng thấy vậy thưa qua, gẫm đây cho đến quê nhà còn lâu, thầy sao chẳng ngớt cơn sầu, mình đi đã mỏi dòng châu thêm nhuần e khi mang bệnh nửa chừng, trong non khó liệu giữa rừng khôn toan. Tiên rằng, khô héo lá gan, ôi thôi con mắt đã mang lấy sầu, mịt mù nào thấy chi đâu, chân đi đã mỏi mình đau như dần. Có thân phải khổ với thân, thân ôi thân biết mấy lần chẳng may. Đồng rằng, trời đất có hay, ra đi vừa đặng mười ngày lại đau, một mình nhắm trước nhắm sau, Xanh xanh bờ cõi giàu giàu có cây Vốn không làng sớm chi đây Xin lần tới đó tìm thầy thuốc thang Vừa may gặp khách qua đàn Người người đều chỉ vào làng đồng văn Dắt nhau khi ấy hỏi văn Gặp thầy làm thuốc tên rằng triệu ngang Ngang rằng khá tạm nghỉ an Rằng ngày coi mạch đầu thang mới lành Gặp ta bệnh ấy ắt lành Bạc tiền trong gói sẵn dành bao nhiêu Đồng rằng Tiền bạc chẳng nhiều Xin thầy nghĩ lượng đặng điều thuốc thang May mà bệnh ấy bệnh an Bạc còn hai lượng Trao sang cho thầy Ngang rằng Ta ở chốn này Ba đời nối nghiệp làm thầy vừa ba Sách chi cũng đủ trong nhà Nội kinh đã sẵn Ngoại khoa thêm màu Trước xem y học làm đầu sau coi thọ thế thứ cầu đông y? Gẫm trong ngân hải tinh vi, cùng là can mục, thua gì thanh nang. Gẫm trong tập nghiệm lương phan, cùng là ngữ toán trái đàn hồi xuân. Vị chi sẵn đặt quân thần, thuốc thời bào chế mười phần nó nang. Mạch thời đọc phú lưu sang, đặt vào tay bệnh biết đàn tử sinh. Lục quân tứ vật thang danh, thập toàn bác vị sẵn dành nội thương. Lại thông bác trận Tân Dương, lâm nhầm ngoại cảm đầu thang ngủ sai. Đồng rằng, thầy thiệt có tài, xin vào coi mạch luận bài thuốc chi. Ngang rằng, lục bộ đều suy, bộ quan bên tả mạch đi phù hồng. Cứ trong kinh lạc mà thông, mạng môn tướng hỏa đã sông lên đầu. Tam tiêu tích nhiệt đã lâu, muốn cho gián hỏa phải đầu tư âm. Huỳnh liên, huỳnh bá, huỳnh cầm, gia vào cho bội, nhiệt tâm mới bình. Ngoài thời cho điểm vạn linh, trong thời cho uống, hoàn tình mới xong. Khá trao hai lượng bạc rồng, bổ thêm vị thuốc để phòng đầu thang. Chẳng qua làm phúc cho chàng, nào ai đòi cuộc, đòi đàn chi ai. Tiểu đồng những ngỡ thiệt tài, vội vàng mở gói chẳng nài liền trao mười ngày chẳng bước chút nào thêm đau trong giả như bào như soi đồng rằng vào đó thầy coi bệnh thời không giảm thầy đòi tiền thêm ngang rằng nằm thấy khi đêm tiên sư mách bảo một điềm chiêm bao quỷ thần người ở trên cao e khi đường xá lẽ nào biết đâu tiểu đồng người khá qua cầu cùng ông thầy bói ở đầu tây viên tiểu đồng nghe nói đi liền gặp ông thầy bói đặt tiền mà coi. Bói rằng, ta bói hẳn hoi, bói hay đã dậy người coi đã đầy. Ta đây nào phải các thầy, bá vơ bá vất, nói nhây không nhầm. Ôn nhuần châu diệt mấy năm, sáu mươi bốn quẻ, ba trăm dư hào. Huỳnh kim giả hạt sách cao, lục nhâm lục giáp chỗ nào chẳng hay. can chi đều ở trong tay, đã thông trời đất lại hay việc người. Đặt tiền quan mốt bốn mươi, khay trầu chén rượu, cho tươi mới thành. Thầy bèn gieo đặng qué linh, Chìm tên tuổi ấy, lộ trình mắt chi. Ứng vào rùa với cỏ thi, rồi thầy coi quẻ một khi mới tường. Đồng rằng, người ở Đông Phương, nhân đi buôn bán giữa đường chẳng an, con nhà họ lục là chàng, tuổi vừa hai tám còn đàn thơ ngơi, bói rằng đinh mão năm mây hèn chi giáp tí ngày rày chẳng an mạng kim lại ở cung càng tuổi này là tuổi giàu sang trong đời cầu tài quẻ ấy xa vời khen người khéo nói những lời trêu ta cầm tiền gieo xuống xem qua một dao hai sách lại ba hào trùng trang thành là quẻ lục xung thấy hào phụ mẫu khắc cùng tử tôn hóa ra làm quẻ du hồn, lại thêm thế động, khắc dồn hào quang. Cứ trong quẻ ấy mà bàn, tuổi này mới chịu mẫu tan trong mình, xui nên phát bệnh thình lình, vì chân ma quỷ lộ trình rất thiên. Muốn cho bệnh ấy đặng yên, phải tìm thầy Pháp chữa chuyên ít ngày. Đồng rằng, thầy Pháp đâu đây? Bói rằng, cũng ở chốn này bước ra, phép hay tiếng dậy đồn xa, tên là đạo sĩ ở Trà Hương Thôn. Tiểu đồng mới chạy buông buông, hỏi thăm đạo sĩ Hương Thôn chốn nào. Chợ đông buôn bán lao sao, người ta liền chỉ nơi vào chẳng xa. Đồng đi một buổi tới nhà, đạo sĩ xem thấy lòng mà mừng thay. Đồng rằng, nghe tiếng thầy đây, trừ ma ếm quỷ phép thầy rất hay. Pháp rằng, ấn đã cao tay, lại thêm phụ chú xưa nay ai bì. Qua sông cá thấy xếp vi, vào rừng cọp thấy phải quỳ lại đưa. Pháp hay hú gió kêu mưa, sai chim khiến vượng, dũi lừa vật trâu. Pháp hay miệng niệm một câu, tốm thâu muôn vật vào bầu hồ linh. Pháp hay sái đậu thành binh, bệnh hình làm tướng phá thành diêm vương. Pháp hay đạo hỏa phó thang, ngồi gươm đứng giáo mở đàn thiên hoang có ba lượng bạc trao sang đặng thầy sắm sửa lập đàn chữa cho đồng rằng tôi chẳng so đo khuyên thầy gắng sức chớ lo khó giàu bấy lâu thầy tớ theo nhau bạc dành hai lượng phòng sau đi đàn chữa chuyên bệnh ấy đặng an rồi tôi sẽ lấy đem sang cho thầy pháp rằng về lấy sang đây cho thầy toan liệu lập bày đàn ra đồng rằng, tôi đã lo xa, cực vì người bệnh ở nhà chẳng yên. Xin thầy gắng sức chịu phiền, ra công bùa chú chữa chuyên cách nào. Pháp rằng, có khó chi sao, người nằm ta chữa rối trao phù về. Đồng rằng, tôi vốn thằng hề, bệnh chi mà khiến chịu bề chữa chuyên. Pháp rằng, ta biết kinh quyền, đau nam chữa bắc mà thuyên mới tài. Tiểu đồng nghe lọt vào tai, lòng mừng vội vã nằm dài chữa chuyên. Pháp bèn cất tiếng hét lên. Mời ông bàn cố tọa tiền chứng miên, thỉnh ông đại thánh tề thiên, thỉnh bà võ hậu đều liền đến đây. Thỉnh ông nguyên soái chinh tây, cùng bà vương mẫu xâm vầy một khi. Thỉnh ông Phật tổ A-di, thập phương chư Phật phù trì giúp công. Lại mời công chúa Ngũ Long, Bình Nam Ngũ Hổ hội đồng an dinh, thỉnh trong thiên tướng thiên binh cùng là tam phủ động đình xích lân thỉnh trong khắp hết quỷ thần cùng đều xuống chốn dương trần vui chơi cho người ba đạo phù trời uống vào khỏe mạnh như lời chẳng sai tiểu đồng vân lĩnh theo lời lấy phù trở lại toan bài thuốc thang vào nhà thưa với thầy ngang pháp phù đã đủ thầy toan vương nào ngang rằng còn bạc trong bao thời người khá lấy mà trao cho thời đồng rằng tôi hãy ở đây bệnh kia giàu khá mình này bán đi triệu ngang biết chẳng còn chi kiếm đường tráo chát đuổi đi khỏi vòng ở đây làng xóm khó lòng e khi mưa nắng ai cùng đỡ che đồng rằng trong gói vắng hoe bởi tin nên mắt bởi nghe nên lầm những lo chạy hết một trăm mình ve khô xếp ruột tầm héo giòn thương thay tiện mất tật còn bơ vơ đất khách thôn von thế này thôi thôi gắn gượng khỏi đây tôi đi khuyên giáo đỡ ngày gạo rau vân tiên chi xiết nỗi sầu Tiếu đồng dịu dắt gần cầu lá buông đương khi mưa gió luôn tuồng người buồn lại gặp kiến buồn khá thương xiết bao ăn tuyết nằm sương màn trời chiếu đất dặm trường lao đao dầu cho tài trí bực nào, gặp cơn nguy hiểm, biết sao mà nhờ. Tiên rằng, đi đã ngất ngơ, tìm nơi cây cối bụi bờ nghỉ chân. Đồng rằng, chốc nữa khỏi rừng, tìm nơi quán xá sẽ dừng nghỉ ngơi. Non Tây vừa khuất mặt trời, tớ thầy dìu dắt tới nơi đại đề trường thi một lũ vừa về trịnh hâm xem thấy lại kề hỏi thăm anh về nay đã hai rằm cớ sao mang bệnh còn nằm nơi đây tiên rằng tôi vốn chẳng may chẳng hay chưa hữu khoa này thế nào hâm rằng tử trực đậu cao tôi cùng bùi kiệm đều vào cử nhân một mình về trước viếng thân hai người trở việc còn lần đi sau Đường cơn hoạn nạn gặp nhau người lành nỡ bỏ người đau sau đành từ đây tới quận đông thành trong mình có bệnh bộ hành sao xong lần hồi đến chốn giang trung tìm thuyền ta sẽ tháp tùng với nhau tiên rằng tình trước ngải sau có thương sinh khá giúp nhau phen này hôm rằng anh tạm ngồi đây tiểu đồng người tới trước này cùng ta vào rừng kiếm thuốc ngoại khoa phòng khi sông biển phong ba bất kỳ Tiểu đồng vội vã ra đi, muốn cho đặng việc quán gì lao đao. Trịnh hâm trong dạ gươm dao, bắt người đồng tử trói vào gốc cây. Trước cho hùm cọp ăn mày, hại tiên, phải dụng mưu này mới xong. Vân tiên ngồi những đợi trong, trịnh hâm về nói tiểu đồng cọp ăn. Vân tiên than khóc nằm lăn có đâu địa hãm thiên băng thình lình bấy lâu đất khách lưu linh một thầy một tớ lộ trình nuôi nhau nay đà hai ngã phân nhau còn ai nâng đỡ trước sau cho mình hâm rằng anh chớ ngại tình tôi xin đưa tới đông thành thời thôi vân tiên chi xiết lụy rơi buồm đà theo gió chạy xuôi một bề tiểu đồng bị trói khôn về kêu la chẳng thấu bốn bề rừng hoang vận mình đã mắc tai nạn, cảm thương họ lục suối vạn bơ vơ. Xiết bao những nỗi giật giờ, đò gian nào biết bụi bờ nào hay. Vân tiên hồn có linh rày, đem tôi theo với, đỡ tay chân cùng. Vái rồi, lụy nhỏ rồng rồng, đêm khuya ngồi dựa cội tòng ngủ quên. Sơn quân ghé lại một bên, cắn dây mở trói, cổng lên ra đàng. Tiểu đồng thức dậy mơ màng, xem qua dấu đất ràng ràng mới hay. Nửa mừng nửa lại sợ thay, chạy ra trốn cũ kiếm thầy vân tiên. Mặt trời vừa khỏi mái hiên, người buôn kẻ bán, chợ phiên nhộn nhàng. Hỏi thăm bà quán giữa đàn. Bữa qua có thấy người tan chăng là? Quán rằng, thôi đã ra ma, khi mai làng xóm người đà đi chôn Tiểu đồng nghe nói kinh hồn, hỏi rằng biết chỗ nào chôn chỉ chừng. Tay lau nước mắt rưng rưng, xảy nghe tiếng nói đầu rừng lao sao. Tiểu đồng vội vã bước vào, sớm làng mới hỏi thằng nào tới đây. Đồng rằng, tớ tới kiếm thầy, chẳng hay người thác mã này là ai. Người rằng, một gã con trai, ở đâu không biết lạc loài đến đây. Chân tay mặt mũi tốt thay, đâu chi nên nổi nước này khá thương. Tiểu đồng chẳng kịp hỏi hang, nằm lăn bên mã khóc than một hồi. Người đều xem thấy thương ôi, kêu nhau vác cuốc đều lui ra đàn. Tiểu đồng nằm giữa rừng hoang, che chòi giữ mã lòng toan trọn bề. Một mình ở đất đại đề, sớm đi khuyên giáo tối về quải đơm. Dốc lòng trả nợ áo cơm, sống mà trọn nghĩa thác thơm danh hiền. Thứ này đến thứ vân tiên, năm canh ngồi dựa bê thuyền thở than Trong khăn lụy nhỏ chứa chan, cảm thương vận tớ mắt nàng khi không. Lên đên thuyền giữa biển đông, riêng thang một tấm cô bồng ngẩn ngơ. Đêm khuya lặng lẽ như tờ, nghinh ngang sao mọc, mịt mờ sương bay. Trịnh hôm khi ấy ra tay, vân tiên bị gã xô ngay xuống vời trịnh hâm giả dạ tiếng kêu trời, cho người thức dậy lấy lời phôi pha. Trong thuyền ai nấy kêu la, đều thương họ lục, xót xa tấm lòng. Vân tiên mình lụy giữa dòng, giao long dịu đỡ vào trong bãi rầy. Vừa may trời đã sáng ngày, ông chài xem thấy vớt ngay lên bờ. Húi con vậy lửa một giờ, ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày. Vân tiên vừa ấm chân tay, ngẩn ngơ hùng phách như say mới rồi, ngỡ thân mình phái nước trôi, hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian. Ngư ông khi ấy hỏi han, Vâng tiên thưa hết mọi đàn gần xa, ngư rằng, người ở cùng ta, hôm mai hậm hút với già dạ cho vui. Tiên rằng, ông lấy chi nuôi, thân tôi như thể trái mùi trên cây. May đã trôi nổi đến đây không chi báo đáp lòng này trơ trơ. Ngư rằng, lòng lão chẳng mơ, dốc lòng nhân nghĩa há chờ trả ơn. Nước trong rửa ruột sạch trơn, một câu danh lợi chi sờn lòng đây. Rày voi mai vịnh vui vầy, ngày kia hứng gió đêm này chơi trăng. Một mình thông thả làm ăn, khỏe quơ chài kéo, mệt quăng câu dầm nghêu ngao nay chích mai đầm, một bầu trời đất vui thầm ai hay. Kinh Luân đã sẵn trong tay, thùng dung dưới thế vui say trong trời. Thuyền nan một chiếc ở đời, tắm mưa chảy gió trong vời hàng giang. Tiên rằng, vậy cũng một làng, võ công người ở gần đàn đây chăng? Ngư rằng, nhà ở cũng gần, khói ba khúc vịnh thì lần đến nơi. Tiên rằng, xưa đã gá lời, xui gia bao nở đổi dời chẳng thương. Vợ chồng là đạo tào khương, chi bằng tới đó tìm phương gửi mình. Trăm năm muốn trọn ân tình, đương khi hoạn nạn ai đành bỏ nhau. Chúc nhờ cứu tử ơn sâu, xin đem tới đó trước sau cho tròn. Ngư rằng, làm đạo rễ con, cũng như sợi chỉ mà loàn trôn kim sợ bay mà mỏi sức chim, bơ vơ cảnh lạ khôn tìm cây xưa. E khi chậm bước tới trưa, chớ tin sông cũ bến xưa mà lầm. Mấy ai ở đặng hảo tâm, nắng toan giúp nón mưa dầm giúp tơi. Mấy ai hay nghĩ việc đời, nhớ nơi nghèo khổ, quên nơi sang giàu. Đã ba thứ tóc trên đầu, gẫm trong sự thế thêm âu cho đời. Vân tiên thưa đã hết lời, ngư ông chẳng đã tách vời đưa sang. Dắt tiên vào chốn hậu đàn, võ công xem thấy lòng càng hổ ngươi. Chẳng qua sợ thế gian cười, một lời gượng gạo, chào người ngày xưa. Ngư ông đã có công đưa, tới ngày sau sẽ lo lừa đền ơn. Ngư rằng, tôi chẳng lòng sờn, xin tròn nhân ngãi còn hơn bạc vàng nhớ xưa trong núi Lư Sang, có ông ngư phủ đưa chàng ngũ viên. Tới sau đình trưởng đổ thuyền, giúp người hạng võ qua miền ô giang. Xưa còn thương kẻ mất nàng, huống nay ai nỡ quên đàn ngãi nhân. Một lời gắn giúp keo sơn, ngư ông từ giả lui chân xuống thuyền. Võ công không ngớt lòng phiền, ân tình thế lợi, khó tuyền đặng vay. Dạy tiên, ngươi hãy ngồi đây, cho ta trở lại sau này liệu toan. Công rằng, hỡi mụ huỳnh trang, dò lòng ái nữ thế loan thế nào. Mặt con toan liệu làm sao, vốn không ép vợ lẽ nào ép con. Loan rằng, gót đỏ như son, xưa nay ai nỡ đem chôn xuống bùng ai cho sen muốn một bồn, ai từng tranh khế sánh phùng liễu lê. Thà không trót chịu một bề, nỡ đêm mình ngọc giữa kệ thất phu. Dốc lòng chờ đợi danh nhu, rễ đâu có rễ, đuôi mù thế ni. Đã nghe người nói hội này, rằng vương tử trực, chiếm rầy thủ khoa, ta dầu muốn kết xuôi gia, họ vương họ võ một nhà mới sinh. Công rằng, muốn trọn việc mình phải toan một trước dứt tình mới xong. Nghe rằng trong núi Thương Tòng có hang thăm thẳm bịch bùn khôn ra, đông thành ngàn dặm còn xa, đem chàng bỏ đó ai mà biết đâu. Phúc vừa trăng đã đứng đầu, Vân Tiên ngồi trước nhà cầu thở than. Võ công ra trước dỗ chàng, xuống thuyền rồi sẽ đưa sang Đông Thành ra đi đương lúc tam canh, dắt vào hang tối bỏ đành vân tiên. Bỏ rồi rón rén bước liền, xuống gây chèo quế, dời thuyền tách xa. Tiên rằng, các chú đưa ta, xin đưa cho tới quê nhà sẽ hay. Ghi lòng dốc trọn thảo ngay, một phen mà khỏi ngàn ngày chẳng quên. Lặng nghe vặn tiếng hai bên, trong hang tâm tối, đá trên chập chồng. Vân Tiên khi ấy hải hùng, nghĩ ra mới biết võ công hại mình. Nực cười con tạo trớ trinh, chữ duyên tráo chát, chữ tình lãng sao. Ngẫm mình tai nạn biết bao, mới lên khỏi biển lại vào trong hang. Dây sầu ai khéo vương mang, tránh nơi lưới thỏ gặp đàn bẫy treo. Trong hang sau trước quạnh hiu, muốn ra cho khỏi ai dìu dắt đi. Oan gia nợ đã khéo gây, ôi thôi thân thể còn gì mà toan. Đã đành xa cõi nhân gian, dựa mình vào chốn thạch bàn nằm co. Đêm khuya ngọn gió thổi lò, sương sa lát đác mưa tro lạnh lùng. Năm ngày chịu đói khát rồng, nhờ ba hương thuốc đỡ lòng hôm mai. Du thần xem tới ai hoài, xét trong mình gã có bài phù tiên. Mới hay là lục vân tiên, cùng nhau dìu dắt đều liền đem ra. Khỏi hang một dặm vừa xa, đến nơi đại lộ, trời đà hừng đông. Du thần trở lại sơn trung, vân tiên còn hãy giấc nồng mê mang. Lão tiều cơm gói sẵn sàng, sớm mai sách búa đi ngang vào rừng. Tới đường đại lộ là chừng, xảy nghe có tiếng trong rừng thở than Hay là yêu quái tà giang, rung cây nhắc lão làm đường hại nhân. Lão tiều liền bước lại gần, thiệt là một gã văn nhân mắc nàng chi bằng lên tiếng hỏi han nhơn sao mắc việc tai nàng thế nay vân tiên nghe tiếng mừng thay vội vàng gượng dậy trình bày trước sau lão tiều nghe nói giờ lâu gẫm trong thế sự gật đầu thở than ít người trong tuyết đưa thang, khó ngồi giữa chợ ai màng đoái thương vân tiên nghe nói mới tường cũng trang ẩn giật biết đường thảo ngay ngửa trong lượng cả cao dày, cứu trong một buổi ơn tày tái sanh. Mai sau về tới Đông Thành, đền ơn cứu khổ mới đành dạ tôi. Lão Tiều mới nói, thôi thôi, làm ơn mà lại trong người sao hay. Già dạ, hay thương kẻ thảo ngay, này thôi để lão dắt ngay về nhà. Tiên rằng, trong giả dạ xót xa, nay đã sáu bữa không hòa mùi chi. Lại thêm rũ liệt tứ chi, muốn đi theo đó mà đi khôn rồi lão tiều vội ngửa áo tơi mở cơm trong gói miệng mời vân tiên gắn mà ăn uống cho yên lão ra sức lão cõng tiên về nhà khỏi rừng ra tới ngã ba may đâu gặp một chàng là hớn minh lão tiều lật đật bôn trình hớn minh theo hỏi sự tình một khi vân tiên nghe tiếng cố tri vội mừng bạn cũ còn nghi nổi mình. Minh rằng, dám hỏi nhân huynh, cớ sao nên nổi thân hình thế ni? Tiên rằng, chẳng xiết nói chi, thân này nào có khác gì cây trôi. Linh đinh gió dập sóng dồi, rầy đây mai đó khôn rồi gian nan. Minh rằng, đây khó hỏi hang, xin vào chùa sẽ luận bàn cùng nhau. Tiêu rằng, chẳng dám ngồi lâu, vào rừng đốn củi bán chầu chợ phiên hớn minh quỳ gối lại tiền. Ơn ông cứu đặng vân tiên bạn lành, này hai lượng bạc trong mình, tôi xin báo đáp chút tình cho ông. Tiêu rằng, vốn lão tình không, một mình ngơ ngẩn non tòng hôm mai. Tấm lòng chẳng muốn của ai, lánh nơi danh lợi trong gai cực lòng. Kìa non nọ nước thông dông, trăng thanh gió mát bạn cùng hưu nai. Công hầu phú quý mặt ai, lộc rừng gánh vác hai vai tháng ngày. Vân Tiên nghe biết người ngay, hỏi thăm tên họ phòng ngày đền ơn. Lão Tiều trở lại Lâm Sơn, Tiêu Minh hai gã đều hoàng am mây. Tiên rằng, đã gặp khoa này, cớ sao Ngọc Hữu ở đây làm gì? Minh rằng, xưa dốc xuống thi, gặp nơi miếu võ đều đi một lần. Anh thời về trước tỉnh thân, tôi thời mang gói sau lần ra kinh. Đi vừa tới huyện Loan Minh, gặp con quan huyện đặng sinh là chàng. Giàu sang, ý thế nghinh ngang, gặp con gái tốt cưỡng gian không nghì. Tôi bèn nổi giận một khi, vật chàng xuống đó, bẻ đi một giò. Mình làm nỡ để ai lo, bó tay chịu trói, nộp cho huyện đàn. Án đầy ra quận sóc phan, tôi bèn vượt ngục lánh đàn đến đây. Vừa may mà gặp chùa này, mai danh ẩn tích bấy chầy nấu nương. Vân Tiên nghe nói thảm thương, lại bày một khúc tai ương phận mình. Mình nghe Tiên nói động tình, hai hàng châu lụy như bình nước nghiêng. Tiên rằng, thương cội Xuân Huyên, tuổi cao tác lớn chịu phiền lao đao. Trông con như hạng trông giàu, mình này trôi nổi phương nào biết đâu. Vần mây văn bạc trên đầu, Ba năm chưa trọn một câu sanh thành. Hữu tam bất hiếu đã đành. Tiểu đồng trước đã vì mình thác oan. Tưởng thôi như cắt ruột gan. Quặng đau chính khúc chứa chan mấy lần. Minh rằng, người ở trong trần. Có khi phú quý, có lần gian nan. Thấp cao vàng biết tuổi vàng. Gặp khi lửa đó màu càng thêm xuê. Thôi thôi anh chớ vội về. Ở đây nương nấu, toan bề thuốc thang bao giờ hết lúc tai nạn, đêm nhau ta sẽ lập đàn công danh. Cam La sớm gặp cũng xin, muộn mà Khương Tử cũng vinh một đời. Nên hư có số ở trời, buôn chôn sao khỏi đối dời sao xong. Vân Tiên khi ấy an lòng, ở nơi am tự bạn cùng hớn minh. Võ công làm việc trớ trinh, dứt tình họ lục, mến tình họ vương. Kể từ định trước hại chàng, thể loan hớn hở, lòng càng thêm vui. Ngày ngày trang điểm phấn dồi, phòng khi gặp gỡ đứng ngồi cho xuê. Xảy đâu tử trực vừa về, vào nhà họ võ thăm bề phân tiên. Công rằng, chớ hỏi thêm phiền, chàng đà lâm vịnh huỳnh tuyền, xa chơi. Thương chàng phận bạc trong đời, cũng vì nguyệt lão xe lơi mối hồng. Nghe qua tử trực chạnh lòng, hai hàng nước mắt rồng rồng như mưa than rằng chảnh nhớ linh xưa nghĩa đà kết nghĩa tình chưa phỉ tình trời sao nở phụ tài lành bán vàng chưa thấy ngày xanh đã mòn cùng nhau chưa đặng vuông tròn người đà sớm thác ta còn làm chi trong đời mấy bậc cố tri mấy trang đồng đạo mấy người đồng tâm công rằng ta cũng thương thầm tuổi duyên con trẻ sắc cầm dở gian, thôi thôi khuyên chớ thở than, đây đã tính đặng một đàn rất hay. Tới đây thời ở lại đây, cùng con gái lão sum vầy thất gia. Phòng khi hôm sớm vào ra, thấy vương tử trực cũng là thấy tiên. Trực rằng, Ngoài bút dĩa nghiêng, anh em xưa có thể nguyền cùng nhau. Vợ tiên là trực chị dâu, chị dâu em bạn dám đâu lỗi nghi, chẳng hay người học sách chi, nói sao những tiếng dị kỳ khó nghe. Hay là học thói nước tề, vợ người tử cũ đem về hoàng công. Hay là học thói đường cung, vợ người tiều lạc sánh cùng thế dân. Người nay nào phải nhà tần, bất vi gã vợ dị nhân lấy nhầm, nói sao chẳng biết hổ thầm, người ta há phải là cầm thú sao. Võ công hổ thẹn xiết bao, ngồi chân khôn cãi lễ nào cho qua. Thể loan trong cửa bước ra, miệng chào, thầy cử tân khoa mới về. Tiếp đà chẳng trọn lời thề, lỡ bề sửa trắp lỡ bề nâng khăn. Tiếc thay giả thỏ nặng nặng, đêm thu chờ đợi bóng trăng bới chày. Chẳng ưng thời cũng làm khuây, nỡ buông lời nói chẳng vì chẳng kiên. Trực rằng, ái lữ phụng tiên, phòng toan đêm thói điêu thuyền trêu ngươi mồ chồng ngọn cỏ còn tươi, lòng nào mà nỡ buông lời nguyệt hoa. Hổ hang vậy cũng người ta, so loài cầm thú vậy mà khác chi. Vân tiên anh hỡi cố tri, suối vàng có biết sự ni chăng là. Tay lâu nước mắt trở ra, về nhà sắm sữa tìm qua đông thành. Võ công hổ thẹn trong mình, năm ngày nhúng bệnh thất tình chết oan. Thế Loan cùng mụ Quỳnh Trang Mẹ con đóng cửa, cư tang trong nhà. Đoạn này đến thứ Nguyệt Nga, hà khi phụ ấy theo cha học hành Kiều Công lên chức Thái Khanh, chỉ sai ra huyện Đông Thành chân dân. Ra tờ khắp hết xa gần, hỏi thăm họ Lục tìm lần đến nơi. Khiến quân đem bức thư mời, Lục ông Vân Lịnh tới nơi dinh tiền. Kiều Công hỏi chuyện Vân Tiên, Lục ông thấy hỏi bỗng liền khóc than. Thưa rằng, nghe tiếng đồn vang, con tôi nhóm bệnh giữa đàn bỏ thơi biệt tinh tự ấy nhẫn nay phúc nghe người hỏi dạ này xốn sang kiều công trong dạ bàn hoàng trở vào nói lại với nàng nguyệt nga lục ông nói lại cùng cha duyên con rày đã trôi hoa giạt bèo riêng thang chút phận tơ điều hán gian chưa gặp ô kiều lại rơi nàng rằng phải thiệt như lời xin cha sai kẻ mời người vào trong Nguyệt Nga đứng giữa bên phòng, tay ôm bức tượng khóc rộng như mưa. Công rằng, nào bức tượng xưa, Nguyệt Nga con khá đem đưa người nhìn. Lục ông một buổi ngồi nhìn, tay chân mặt mũi giống in con mình. Chuyện trò sau trước phân minh, lục ông khi ấy sự tình mới hay. Thương con phận bạc lắm thay, nguyện xưa còn đó con rầy đi đâu. Nguyệt Nga chi xiết nỗi sầu Lục ông thấy vậy thêm đau gan vạn. Kiếm lời khuyên giải với nàng Giải cơn phiền não kéo mang lấy sầu Người đời như bóng phù du Sớm còn tối mất công phu lỡ làng Cũng chưa đồng tịch đồng sàng Cũng chưa nên nghĩa tạo khang đâu mà Cũng như cửa sổ ngựa qua Nghĩ nào mà ú mặt hoa cho phiền Nàng rằng Trước đã trọn nguyên, dẫu thay mái tóc phải nhìn mối tơ công rằng chúc nặng tình xưa bèn đem tiền bạc tạ đưa cho người lục ông cáo tạ xin lui tôi đâu dám chịu của người làm chi ngỡ là con trẻ mất đi hay đâu cốt cách còn ghi tượng này bây giờ con lại thấy đây tấm lòng thương nhớ dễ khuây đặng nào Ngửa trong đất rộng trời cao, Trê còn măng mất lẽ nào cho cân. Lục ông từ tả lui chân, kiều công sai kẻ gia thần đưa sang. Nguyệt Nga nhúm bệnh thở than năm canh lụy ngọc xuống sang lòng vàng. Nhớ khi thề thuốc giữa đàn, chưa nguôi nổi thảm lại vương lấy sầu. Công đà chờ đợi bấy lâu, thà không cho gặp buổi đầu thời thôi biết nhau chưa đắng mấy hồi kẻ còn người mất trời ôi là trời thì xưa tạc giả ghi lời thương người quân tử biết đời nào phai tiếc thay một đấng anh tài việc văn việc võ nào ai dám bị thương vì đèn sách lòng ghi uống công nào thấy tiếng gì là đâu thương vị hai tám tuổi đầu người đời như bóng phù du lỡ lạng thương vị chẳng đặng hiển văn nước trôi sự nghiệp hoa tàn công danh thương vị đôi lứa chưa thành vua hương bát nước ai dành ngày sau năm canh chẳng ngớt giọt châu mặt nhìn bức tượng ruột đau như dần Dân gian nay chẳng đặng gần âm cung biết có thành thân chăng là kiều công thức dậy bước ra nghe con than khóc xót xa lòng vàng khuyên rằng con chớ cư mang gẫm trong còn mất là đàn xưa nay đừng cầm ai nỡ dứt dây chẳng qua con tạo đối say không thường. Nàng rằng, không tiếc nối thương, khi không gãy gánh giữa đường chẳng hay. Này đã loan phụng lé bầy, nên nghiêng gối chích phận này đã cam. Trăm năm thề chẳng lòng phạm, sông ngân đưa bạn cầu lam trước người. Thân con còn đứng giữa trời, xin thờ bức tượng trọn đời thời thôi kiều công trong dạ chẳng vui con đành giữ tiết trọn đời hay sao có người sang cả ngôi cao thái sư chức trọng trong trào sắc phong nghe đồn con gái kiều công nay mười sáu tuổi tơ hồng chưa vương thái sư dùng lễ vật sang mượn người mai trước kết đàn xuôi gia kiều công khôn ép nguyệt nga Lễ nghi đưa lại về nhà Thái Sư Thái Sư chẳng biết rộng suy Đem điều oán hận sớm ghi vào lòng Xảy đâu giặc mọi hành hung Ô qua quốc hiệu binh nhung giấy loàn Đánh vào tới ải đồng quan Sở vương phán hỏi lưỡng ban quần thần Sao cho vững nước an dân Các quan ai biết mưu thần bày ra Thái sư nhớ việc cừu nhà vội vàng quỳ xuống, tâu qua ngai vàng. Thuở xưa giặt mọi giấy loàn, vì ham sắc tốt phá tàn Trung Hoa. Muốn cho khỏi giặc ô qua, đưa con gái tốt giao hòa thời sông Nguyệt Nga là gái kiều công, tuổi vừa hai tám má hồng đương sinh. Nàng đà có sắc khuynh thành, lại thêm rất bực tài tình hào hoa. Đưa nàng về nước ô qua, phiên vương ưng dạ, ắt là bãi binh. Sở vương nghe tấu thuận tình, châu phê dạy sứ ra dinh đông thành. Sắc phong kiều lão thái khanh, việc trong nhà nước đã đành cậy ngươi. Nguyệt Nga nạn ấy nên người, lựa ngày tháng 9 20 cống hồ. Kiều công vân lịnh nhà vua, lẽ nào mà dám nói vô điều nào? Nguyệt Nga trong giả như bào, canh chày chẳng ngủ những thao thức hoài. Thức tình trăm nọ biến cài, giữa mình bỏ xả tóc dài ngồi lo. Chiêu quân xưa cũng cống hồ, bởi người duyên thọ họa đồ gây nên. Hạnh ngương xưa cũng chẳng yên, bởi chân lư kỷ cựu hiềm còn ghi. Hai nạn chẳng đã phải đi, một vị ngay chúa, một vị tháo cha. Chiêu quân nhảy xuống giang hà thương vua nhà hớn nàng đạt uyên sinh hạnh ngương nhảy xuống trì linh thương người lương ngọc duyên lành phôi pha tới nay phận bạc là ta nguyện cùng bức tượng trót đà chung thân tình phu phụ nghĩa quân thần nghĩa xa cũng trọn ơn gần cũng nên nghĩa tình nặng cả hai bên nếu ngay cùng chúa lại quên ơn chồng. Sau sau một thác thời xong, lấy mình báo chúa, lấy mình sự phu. Kiều công nương gối đang lo, nghe con than thở mấy câu thêm tiền. Kêu vào ngồi giữa trướng tiền, lấy lời dạy dỗ cho tuyền thân danh. Chẳng qua là việc triều đình, nào cha có muốn ép tình chi con. Nàng rằng, còn kể chi con bơ vơ chút vẫn mất còn quảng bao thương cha tuổi tác đã cao e khi ấm lạnh buổi nào biết đâu tuổi già bóng xế nhành dâu sớm xem tối xét ai hầu cho cha công rằng chẳng xá việc nhà hãy an dạ trẻ mà qua nước người hôm nay đã tới mùng mười khá toan sắm sửa hai mươi tống hành nàng rằng việc ấy đã đành còn lo hai chữ ân tình chưa xong con xin sang lại lục ông làm chai bảy bữa trọn cùng vân tiên ngõ cho ơn ngãi vẹn tuyền phòng sau xuống chốn huỳnh tuyền gặp nhau kiều công biết nghĩ trước sau dạy cho tiền bạc cấp hậu đưa đi lục ông ra rước một khi nguyệt nga vào đặt lễ nghi sẵn sàng ngày lành giờ ngọ đăng đàn ăn chay nằm đất cho chàng vân tiên mở ra bức tượng treo lên trong nhà cho tới láng giềng đều thương nguyệt nga cất tiếng khóc than vân tiên anh hỡi suối vàng có hay bảy ngày rồi việc làm chay lại đem tiền bạc tạ rầy lục ông trông chồng mà chẳng thấy chồng đã đành một nỗi má hồng vô duyên rầy vua gã thiếp về phiên quyết lòng xuống chốn cứu tuyền thấy nhau chẳng chi cũng gọi là dâu muốn lo việc nước phải âu đạo nhà một ngày một bước một xa của này để lại cho cha dưỡng già Lại rồi nước mắt nhỏ xa ngùi ngùi lạy tạ bước ra trở về các quan xe giá bộn bề năm mươi thể nữ hầu kề chân tay. Hai mươi nay đã đến ngày, các quan bảo hộ đưa ngay xuống thuyền. Nguyệt Nga vội khiến Kim Liên lên mời thân phụ xuống thuyền xem qua. Công rằng, thật giả xót xa, con đừng bệnh rịnh cho cha thảm sầu. Nàng rằng, non nước cao sâu, từ đây xa cách không hầu thấy cha. Thân con về nước ô qua, đã đành một nỗi làm ma đất người. Hai phương Nam Bắc cách vời, chúc xin gửi lại một lời làm khuây. Hiu hiu gió thổi ngọn cây, ấy là hồn trẻ, về rạy thăm cha. Kiều công lụy ngọc nhỏ xa, các quan ai nấy cũng là đều thương. Chẳng qua việc ở quân vương, cho nên phụ tử hai đường xa xuôi. Bùm trương thuyền vội tách vời, các quan đưa đón ngùi ngùi đứng trong. Mười ngày đã tới ải đồng, mênh mông biển rộng, đùng đùng sóng sao. Đêm nay chẳng biết đêm nào, bóng trăng vằn vặt, bóng sao mờ mờ. Trên trời lặng lẽ như tờ, nguyệt nga nhớ nổi, tóc tơ chẳng tròn than rằng Nọ nước kìa non, kiến thời thấy đó người còn về đâu. Quân hầu đều đã ngủ lâu, liếng ra mở bức rèm châu một mình. Vắng người có bóng trăng thanh, trăm năm xin gửi chúc tình lại đây. Vân tiên anh hỡi có hay, thiếp nguyền một tấm lòng ngay với chàng. Thang rồi lấy tượng vai mang, nhắm dòng nước chảy, vội vàng nhảy ngay. Kim Liên thức dậy mới hay, cùng quân thể nữ một bầy đều lo, cùng nhau lặng chẳng dám hô, thầm toan mưu kế chẳng cho lậu tình. Việc này là việc triều đình, đốc quan hay đặng ắt mình thác oan, muốn cho cẩn nhiệm trăm đàn, Kim Liên thế lấy làm nàng nguyệt nga. Trá hôn về nước ô qua, ai mà vạch lá, ai mà tìm sâu. Tính rồi sông xả trước màu, phúc nghe thuyền đã đến đầu ải quan. Đốc quan xe giá sửa sang, kiểu trương lộng phụng rước nàng về phiên. Nào hay tỳ tất kim liên, đặng làm hoàng hậu nước phiên một đời. Nguyệt Nga nhảy xuống giữa vời, sóng thần đưa đẩy vào nơi bãi rầy. Bóng trăng vừa khuất ngọn cây, Nguyệt Nga hồn hãy chơi rầy âm cung. Xiết bao sương tuyết đêm đông, mình nằm giữa bãi lạnh lùng ai hay. Quan âm thương đấng thảo ngay, bèn đem nàng lại bỏ rầy vườn hoa. Dặn rằng, nàng hỡi Nguyệt Nga, tìm nơi nương náu cho qua tháng ngày. Đôi ba năm nữa gần đây, vợ chồng sao cũng xâm vầy một nơi. Nguyệt Nga giây phút tỉnh hơi, định hồn mới nghĩ mấy lời chim bao. Nên hư chưa biết làm sao, bây giờ biết kiếm chốn nào dung thân. Một mình luống những bân khuân, phúc đâu trời đã, rạng hừng vừng đông. Một mình mang bức tượng chồng, xảy đâu lại gặp bùi ông vào vườn. Ông rằng, nàng ở Hà Phương, việc chi mà tới trong vườn hoa ta. Nàng rằng, trận gió hôm qua Chìm thuyền đến nỗi mình ra thế này Tối tâm sẩy bước tới đây Xin soi xét tới thơ ngây lạc đàn Bùi ông đứng nhắm tướng nàng Chẳng trang đài cát cũng hàng trăm anh Đầu đuôi hang hỏi sự tình Nàng bèn lời thiệt Việc mình bày qua Bùi ông mừng rước về nhà Thay xiêm đổi áo nuôi mà làm con Rằng Ta sanh đặng chồi non tên là Bùi Kiệm hãy còn ở kinh. Trong nhà không gái hậu sinh, ngày nay đặng gặp Minh Linh Phước trời. Nguyệt Nga ở đã an nơi, đêm đêm nghĩ lượng việc đời gần xa. Một lo về nước ô qua, e vua bắt tội cha già rất oan. Hai lo phận gái hồng nhan, sợ khi bảo dưỡng mưu toan lẽ gì. Nguyệt Nga luống những sầu bi, xảy đâu bùi kiểm tới khi về nhà. Từ ngày thấy mặt Nguyệt Nga, đêm đêm trằn trọc phòng hoa mấy lần. Thấy nàng thờ bức tượng nhân, nghiệm trong tình ý dần lân hỏi liền. Tượng này sao giống vân tiên? Bấy lâu thờ có linh thiên điều gì? Nàng rằng, làm phận nữ nhi, một câu chánh tiết phải ghi vào lòng. Trăm năm cho vẹn đạo tòng, sống sao thất vị một chồng mà thôi. Kiệm rằng nàng nói sai rồi. Ai từng bán đất mà ngồi chợ trưa, làm người trong cõi gió mưa bảy mươi mấy mặt người xưa thấy nào. Chúa xuân còn ở vườn đào, ông qua bướm lại biết bao nhiêu lần. Chúa đông ra khỏi vườn xuân, hoa tàn nhụy rửa như rừng bỏ hoang. ở đời ai cậy giàu sang ba xuân mòn hết, ngàn vàng khôn mua. Hay chi như vải ở chùa, một căn cửa khép bốn mùa lạnh tanh. Linh đinh một chiếc thuyền tình, mười hai bến nước biết mình vào đâu. Ai từng mặc áo không bâu, ăn cơm không đũa, ăn trầu không câu. Nàng sao chẳng nghĩ trước sau, giữ ôm bức tượng, bấy lâu thiệt mình. Nàng rằng, sư học sử kinh làm thân con gái chữ trinh làm đầu chẳng phen thói nước trình đâu hẹn người tới giữa vườn dâu tự tình kiệm rằng đã biết sử kinh sao không soi xét để mình ngồi không hồ dương xưa mới quá chồng còn mơ nhan sắc tống công cũng vừa hạ cơ lớn nhỏ đều ưa sớm đưa doãn phủ tối ngừa trần quân hớn xưa lữ hậu thanh xuân còn vừa cao tổ mấy đành dị kia đường xưa võ hậu thiệt gì di tôn khi trẻ tam tư lúc già cứ trong sách vở nói ra một đời sung sướng cũng qua một đời ai ai cũng ở trong trời chính chuyên chắc nết chết thời cũng ma người ta chẳng lấy người ta người ta đâu lấy những là tượng nhân cho nên tiết phận hồng nhan học đời như ý vẽ chàng văn quân nguyệt nga biết đứa tiểu nhân làm thinh toan trước thoát thân cho rồi bùi ông ngon ngọt trau dồi muốn nàng cho đặng sánh đôi con mình làm người chấp nhất sao đành thế là lịch sự có kinh có quyền tới đây duyên đã bén duyên trăng thanh gió mát cắm thuyền đợi ai nhớ câu xuân bất tái lai ngày nay hoa nở e mai hoa tàn làm chi thiệt phận hồng nhang. Năm canh gối phụng màng loan lạnh lùng. Vọng phu xưa cũng trong chồng, Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha. Thôi thôi, khuyên chớ thở ra, Vậy cùng con lão một nhà cho xuôi. Nguyệt Nga giả dạng mừng vui, Thưa rằng, người có công nuôi bấy chầy, Tôi xin dám gửi lời này, Hãy tua châm chậm, sẽ vậy nhân duyên. Tôi xin lại tạ vân tiên, chay đàn bảy bữa cho tuyền thí chung. Cha con thấy nói mừng lòng, dọn nhà sửa chỗ đồng phòng cho xuê. Chiếu hoa gối sách bộn bề, cổ đồ bát bửu, chỉnh tề chân ra. Sảy vừa tới lúc canh ba, Nguyệt Nga lấy bút đề và câu thơ, dán trong vết phấn một tờ, vai mang bức tượng kịp giờ ra đi. Hai bên bờ bụi rậm rì, đêm khuya vắng vẻ gặp khi trăng lờ lạ chừng đường xá bơ vơ có bầy đom đóm sáng nhờ đi theo qua chuông rồi lại lên đèo dế kêu vắng giỏi sương gieo lạnh lùng dày sành đạp sói thắng sông vừa may trời đã vừng đông lố đầu nguyệt nga đi đặng hồi lâu tìm nơi bàn thạch ngõ hầu nghỉ chân người ngay trời phật cũng vâng lão bà chống gậy trong rừng bước ra, hỏi rằng nàng phải nguyệt nga, khá tua gắn gượng về nhà cùng ta. Khi khuya nằm thấy Phật bà, người đã mất bảo nên già dạ tới đây. Nguyệt Nga bán tính bán nghi, đành liều nhắm mắt đi theo về nhà. Bước vào thấy những đàn bà làm nghề bô vải lụa là mà thôi nguyệt nga đành dạ ở rồi từ đây mới biết nổi trôi chốn nào hỏi thăm ra chốn ô xào quang sang mấy dặm đi vào tới nơi đoạn này tới thứ ra đời vân tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền nửa đêm nằm thấy ông tiên đem cho chén thuốc mắt liền sáng ra. Kể từ nhóm bệnh đường xa, tháng ngày thấm thoát kể đà sáu năm. Tuổi cha rày đã năm lăm, chạnh lòng nhớ tới đầm đầm lụy xa. Vân Tiên tính trở lại nhà, hớn minh đưa khỏi năm ba dặm đường. Tiên rằng, ta lại hồi hương, ơn nhau sau gặp khoa trường sẽ hay. Minh rằng, tôi vốn chẳng may, ngày xưa bắt phải án đầy trốn đi, dám đâu bày đặt ra thi, đã đành hai chữ quy y chùa này. Tiên rằng, phước gặp khoa này, sao sao cũng tính sum vầy cùng nhau, mấy năm hẩm hút tương rau, khó nghèo nở phụ, sang giàu đâu quên. Lúc hư còn có lúc nên, khuyên người giữ dạ cho bền tháo ngay. Hớn Minh trở lại am mây, vân tiên về một tháng chạy tới nơi lục ông nước mắt tuôn rơi, ai về con sống trên đời thấy cha. Xóm giềng cô bác gần xa, đều mừng chạy tới giật nhà hỏi thăm. Ông rằng, kể đã mấy năm, con mang tật bệnh ăn nằm nơi nào. Thưa rằng, hoạn nạn xiết bao, mẹ tôi phần mộ nơi nào viếng an. Đặt bài lễ vật nghiêm trang, đọc bài văn tế trước bàn minh sinh. Suối vàng hồn mẹ có linh, chứng cho con trẻ lòng thành ngày nay. Tướng bề nguồn nước cội cây, công cao ngàn trượng, ngãi dày chính trăng. Suy trang nằm giá khóc măng, hai mươi bốn thảo chẳng bằng người xưa. Vân tiên nước mắt như mưa, té rồi hỏi việc khi xưa ở nhà. Ông rằng, có nàng Nguyệt Nga, bạc tiền đêm giúp cửa nhà mới xuê. Nhờ nàng nên mới ra bề, chẳng thì khó đói bỏ quê đi rồi. Vân Tiên nghe nói hỡi ôi, chạnh lòng nghĩ lại một hồi giây lâu. Hỏi rằng, nàng ấy ở đâu? Đặng con đến đó đáp câu ân tình. Lục ông thuật việc triều đình, đầu đuôi chuyện vãng tỏ tình cùng Tiên. Kiều công rày ở Tây Xuyên, cũng vì mắc nịnh biếm quyền đuổi ra. Tiên rằng, cám nghĩa nguyệt nga tôi xin qua đó thăm cha nàng cùng. Tây Xuyên ngàn dặm thẳng sông, đến nơi ra mắt Kiều Công khóc liền. Nguyệt Nga rày ở nước phiên, biết sao cho đặng đoàn viên cùng chàng. Mấy thu hồ việc đôi phan, cũng vì mấy tạo én nhàn rẽ nhau. Thấy chàng dạ lại thêm đau, đất trời bao nở chia bâu cho đành. Hẹp hòi đặng chút nữ sanh, trông cho chồi quế trổ nhành mẫu đơn. Nói rồi lụy nhỏ đôi cơn, cũng vì một sự oán hờn nên gây. Thôi con ở lại bên này, hôm mai thấy mặt cho khoay lòng già. Vân Tiên tự ấy lân la, ôn nhuận kinh sử chờ khoa ứng kỳ. Năm sau lịnh mở khoa thi, Vân Tiên vào tạ xin đi tự trường, trở về thưa với xung đường kinh sư ngàn dặm một đường thẳng ra vân tiên giữ trúng khôi khoa đương trong nhâm tý thiệt là năm nay nhớ lời thầy nói thật hay bắc phương gặp chuột hắn rầy nên danh vân tiên vào tạ triều đình lệnh ban y mão hiển vinh về nhà sải nghe tin giặc ô qua phủ vây quan ải binh ba bốn ngàn sở vương phán trước ngai vàng chỉ sai quốc trạng dẹp loạn bầy ông trạng nguyên tâu trước bệ rồng. Xin dân một tướng anh hùng đề binh, có người họ hướng tinh minh, sức đương hạng võ mạnh kình trương phi. Ngày xưa mắc án trốn di, phải về nương nấu từ bi ẩn mình. Sở vương phán trước triều đình, chỉ sai tha tội hớn minh đòi về. Sắc phong phó tướng bình di, tiên minh tương hội, xiết dị mừng vui. Nhất thinh phấn phát oai lôi, tiên phuôn hậu tập trống hồi tấn binh quan sơn ngàn dặm đăng trình lãnh cờ bình tặc phá thành ô qua làm trai ơn nước nợ nhà thảo cha ngay chúa mới là tài danh phúc đâu binh đáo quan thành ô qua xem thấy xuất thành cự đan tướng phiên hai gã đường đường một chàng hỏa hổ một chàng thần long lại thêm cốt đột nguyên nhung mắt hùm râu đỏ tướng hung lạ lùng hướng minh ra sức tiên phong đánh cùng hỏa hổ thần long một hồi. Hứng minh trùy gián giường lôi, hai chàng đều bị một hồi mạng vong. Nguyên nhung cốt đột nổi sung, hai tay sách búa đánh cùng hứng minh. Hứng minh sức chẳng dám kình, thấy chàng hóa phép thoát mình trở lui. Vân tiên đầu đội kim khôi, tay cầm siêu bạc mình ngồi ngựa ô. Một mình lướt trận sông vô, thấy người cốt đột biến hô yêu tà. Vội vàng trở ngựa lui ra, truyền đêm máu chó đều thoa ngọn cờ ba quân gươm giáo đều dơ yêu ma xin thấy một giờ vỡ tan phép tà cốt đột hết vang phừng phừng nổi giận đánh chàng vân tiên trung tiên tả hữu lưỡng biên trạng nguyên cốt đột đánh liên tối ngày sa cơ cốt đột chạy ngay vân tiên dục ngựa kịp rày đuổi theo đuổi qua mới đặng bẫy đều khá thương cốt đột vẫn nghèo nài bao chạy ngang qua núi ô sào phúc đâu con ngựa sa hào thương ôi vân tiên chém cốt đột rồi đầu treo cổ ngựa phản hồi bốn quân ôi thôi bốn phía đều rừng trời đà tối mịt lạc chừng gần xa một mình lạc néo vào ra lần theo đường núi phúc đà tam canh một mình trong chốn non xanh không ai mà hỏi lộ trình trở ra đoạn này tới thứ nguyệt nga ở đây tính đã hơn ba năm rồi, đêm khuya trong ngọn đèn ngồi, chẳng hay trong dạ bồi hồi việc chi. Quan âm thuở trước nói chi, éo le phịnh thiếp lòng ghi nhớ hoài. Đã đành đá nát vàng phai, đã đành xuống chốn dạ đài gặp nhau, khung trong mùng bảy đêm thu, khung trong bầy quạ đội cầu đưa sau Phải chi hỏi đặng Nam Tàu, đêm nay cho đến đêm nào gặp nhau, Nguyệt Nga gượng giải cơn sầu, sải nghe lạc ngựa ở đâu tới nhà. Kêu rằng, ai ở trong nhà, đường về quan ải chỉ ra cho cùng. Nguyệt Nga ngồi sợ hãi hùng, vân tiên xuống ngựa thẳng sông bước vào. Lão bà lật đật hỏi chào, ở đâu mà tới rừng cao một mình. Vân tiên mới nói sự tình, tôi là quốc trạng trào đình sai ra, đem binh dẹp giặc ô qua, lạc đường đến hỏi thăm nhà bà đây lão bà nghe nói sợ thay xin ông chớ chấp tôi nay mụ già vân tiên ngồi ngắm nguyệt nga lại xem bức tượng lòng đà sanh nghi hỏi rằng bức ấy tượng chi khen ai khéo vẽ dung nghi giống mình đầu đuôi chưa rõ sự tình lão bà khá nói tánh danh cho tường lão bà chẳng dám lời gian tượng này vốn thiệt chồng nàng ngồi đây. Tiên rằng, nàng xách qua đây, nói trong tên họ tượng này ta nghe. Nguyệt Nga lòng rất kiên dè, dạ, mặt thời giống mặt còn e lạ người. Ngồi che tay áo hổ ngươi, Vân Tiên thấy vậy, mỉm cười một khi. Rằng, sao nàng chẳng nói đi, hay là ta hỏi đồng chi chăng là? Nguyệt Nga khép nếp thưa qua, người trong bức tượng tên là Vân Tiên. Chàng đà về chốn cửu tuyền, thiếp lâm trọn đạo, lánh miền gió trăng. Vân Tiên nghe nói hỏi phăng, chồng là tên ấy, vợ rằng tên chi? Nàng bèn tỏ thiệt một khi, Vân Tiên vội vã xuống quỳ vòng tay, thưa rằng, may gặp nàng đây, xin đền ba lạy sẽ bày nguồn cơn. Để lời thể hái minh sơn, Mang ơn trước phải đền ơn cho rồi Vân tiên vốn thiệt là tôi Gặp nhau nay đã Phí rồi ước mơ Nguyệt Nga bản lãng bơ lơ Nửa tin rằng bạn Nửa ngờ rằng ai Thưa rằng Đã thiệt tên ngài Khúc nôi xin cứ đầu bài phân qua Vân tiên dẫn tích xưa ra Nguyệt Nga khi ấy Khóc hòa như mưa Ơn tình càng kể càng ưa mãn còn bệnh rịnh, trời vừa sáng ngay. Sải nghe quân ó vang dày, bốn bề rừng bụi khắp bầy can qua. Vân Tiên lên ngựa trở ra, thấy cờ đề chữ hiệu là Hớn Minh. Hớn Minh khi ấy dừng binh, anh em mừng rỡ tỏ tình cùng nhau. Minh rằng, tẩu tẩu ở đâu, cho em ra mắt chị dâu thế nào? Vân Tiên đem Hớn Minh vào, Nguyệt Nga đứng dậy miệng chào có duyên. Minh rằng, tưởng chỉ ở phiên quyết đem binh mã sang miền u qua may đâu xâm hiệp một nhà gặp đà an giặc khái ca hồi trào tiên rằng nàng tính thế nào nàng rằng anh hãy về trào tâu lên ngõ nhờ lượng cả bề trên lình tha tội trước mới nên về nhà trạng nguyên tự giả lão bà dặn dò gửi lại nguyệt nga ít ngày tôi về đem bức tượng này tâu cho khỏi tội rước ngay về nhà tiên minh trở ngựa đều xa đêm binh trở lại trào ca đề huề sở vương nghe trạng nguyên về sai quân tiếp rước vào kệ bên ngay sở vương bước xuống kim giai tay bưng chén rượu thưởng tài trạng nguyên phán rằng trẫm sợ nước phiên có người cốt đột phép tiên lạ lùng nay đà trừ cốt đột xong thiệt trời sanh trạng giúp trong nước nhà. Phải chi trước có trạng ra, làm chi nên nổi Nguyệt Nga cống hồ. Lệnh truyền mở yến trào đô, rầy mừng trừ đặng giặc ô qua rồi. Trạng nguyên quỳ tấu một hồi, Nguyệt Nga các việc khúc nôi rõ ràng. Sở vương nghe tấu ngỡ ngàng, phán rằng, trẫm tưởng rằng nàng ở phiên. Chẳng ngờ nàng với trạng nguyên, cùng nhau trước có, nhân duyên thuở đầu thái sư trước bệ quỳ tâu ô qua giấy động qua mâu cũng vì trá hôn oán ấy nên gây nguyệt nga nàng thiệt tội thì khi quân trạng nguyên mặt đỏ phừng phừng bèn đem bức tượng quỳ dân làm bằng sở vương xem tượng phán rằng nguyệt nga trinh tiết ví bằng người xưa thái sư trước chẳng lo lừa thiếu chi dân thứ phải đưa tới nàng dầu cho nhật nguyệt rõ ràng khôn soi chậu úp cũng mang tiếng đời. Ngay gian sao cũng có trời, việc này vì trẫm nghe lời nên oan. Trạng nguyên tâu trước trào đàn. Thái sư trữ dưỡng tôi gian trong nhà, trịnh hâm là đứa gian tà, hại tôi buổi trước cũng đà ghê phen. Sở vương phán trước bệ tiền. Những ngờ tướng ngõ tôi hiền mà thôi. Vậy cũng đạo chúa nghĩa tôi thái sư ý muốn cướp ngôi chính trùng hớn xưa có gã đổng công nuôi thằng lữ bố cướp dòng nhà lưu đời xưa tôi nịnh biết bao thái sư nay có khác nào người xưa thấy người trung chánh chẳng ưa rắp ranh kế độc lập lừa mưu sâu trịnh hâm tội đáng chém đầu ấy là mới hết người sâu gian tà sở vương phán trước trào ca thái sư cách chức về nhà làm dân trịnh hâm là đứa bạo thần giao cho quốc trạng xử phân pháp hình nguyệt nga là gái tiết trinh sắc phong quận chúa hiển vinh rõ ràng kiều công xưa mắt tội oan trẫm cho phục chức làm quan đông thành trạng nguyên dẹp giặc đá bình Kiều vàng tán bạc hiển vinh về nhà bãi chầu chư tướng trở ra trạng nguyên mời hết đều qua dinh ngồi họ vương họ hớn họ bùi cùng nhau uống rượu đều vui đều cười Trạng Nguyên mới hỏi một lời Trịnh hâm tội ấy các người tính sao? Truyền quân dẫn trịnh hâm vào. Mặt nhìn khắp hết miệng chào các anh. Minh rằng ai mượn kêu anh trước đà đêm thói chẳng lành thời thôi. Kéo ra chém quách cho rồi để chi gai mắt đứng ngồi căm gan. Trực rằng Minh nóng nói ngang giết rùi ai dụng gươm vàng làm chi. Xưa nay mấy đứa vô nghì dầu cho có sống làm gì nên thân hâm rằng nhờ lượng cố nhân vốn em mới dạy một lần sinh dung trạng rằng hễ đấng anh hùng nào ai có giết đứa cùng làm chi thôi thôi ta cũng rộng suy truyền quân mở trói đuổi đi cho rồi trịnh hâm khỏi giết rất vui vội vàng cúi lạy chân lui ra về còn người vùi kiểm máu dê ngồi chai bề mặt như xề thịt trâu hấn minh tử trực vào tâu xin đưa quốc trạng kịp chầu vinh quy. Một người bùi kiệm chẳng đi, trong lòng hổ thẹn cũng vì máu dê. Trạng nguyên xe giá chỉnh tề, sai quân hộ vệ rước về Nguyệt Nga. Bạc vàng đem tạ lão bà, Nguyệt Nga từ tạ, thẳng qua Đông Thành. Vóng điệu gươm bạc lộng xanh, trạng nguyên tử trực hớn minh lên đàn. Trịnh hâm về tới Hàng Giang, sóng thần nổi dậy thuyền chàng chìm đi. Trịnh Hâm bị cá nuốt rầy, thiệt trời báo ứng, lẽ này rất ưng. Thấy vậy nên vẫn dừng dưng, làm người ai nấy thì đừng bất nhân. Tiểu đồng trước giữ một phần, ngày qua tháng lại đã gần ba năm. Của đi khuyên giáo mấy năm, tính đêm hài cốt về thăm quê nhà. Hiềm chưa thuê đặng người ta, còn đương thơ thẩn vào ra đại đề trạng nguyên khi ấy đi về truyền quân bày tiệc lo bề tế riêng tiểu đồng hồn bẫu có thiên thỏa tình thầy tớ lòng thiền ngày nay đọc văn nhớ tới châu mày đôi hàng lụy ngọc tuôn ngay rồng rồng người ngay trời phật động lòng phúc đâu ngó thấy tiểu đồng đến coi trạng nguyên còn hãy sụt sùi ngó lên bại vị lại xuôi lòng phiền tiểu đồng nhắm ngửa nhìn nghiêng Ông này sao giống vân tiên cũng kỳ Ông nào mất xuống âm ti Ông nào còn sống Nay thì làm quan Trạng nguyên khi ấy hỏi chàng Phải người đồng tử mắt nàng trốn đi Mấy năm tớ mới gặp thầy Cùng nhau kể nổi đắng cay từ ngàn Ai về còn thấy bổn quan Ba năm gìn giữ mồ hoang đã rồi Trạng nguyên khi ấy mừng vui Tớ thầy xung hiệp tại nơi đại đề đoạn thôi xe giá ra về, tuần dư phúc đã gần kề hàng gian. Võ công từ xuống suối vàng, thế loan cùng mụ quỳnh trang đeo sầu. Mẹ con những mảng lo âu, nghe vân tiên sống gặp chậu công danh, cùng ta xưa có ân tình, phải ra đón rước lộ trình hỏa may. Loan rằng, mình ở chẳng hay, e người còn nhớ những ngày trong hang. Trang rằng, con có hồng nhang cho chàng thấy mặt thời chàng ắt ưa Dầu người còn nhớ tích xưa mẹ con ta lại đổ thừa võ công cùng nhau bàn luận đã xong soi gương đánh phấn ra phòng rước duyên nay đà tới thứ trạng nguyên hàng giang đã tới bỗng liền đóng quân bạc vàng châu báu áo quần trạng nguyên đêm tạ đáp ơn ngư tiều ngư tiều nay đặng danh biêu ơn ra một buổi của nhiều trăm xe Trạng Nguyên chưa kịp trở về, thấy Quỳnh Trang đã đứng kề trong quân. Trang rằng, tưởng chữ hôn nhân, mẹ con tôi đến lễ mừng Trạng Nguyên. Võ công đã xuống Huỳnh Tuyền, xin thương lấy chút thuyền quyên phận này. Trạng rằng, bưng bát nước đầy, đổ ngay xuống đất, hút rầy sao xong. quan gia nợ ấy trả xong, thiếu chi nên nổi mà mong tới đòi. Hấn Minh tử trực đứng coi, cười rằng, Hoa khéo làm mồi trêu ông, khen cho lòng chẳng thẹn lòng, còn mang mặt đến đều bồng nổi chi. Ca ca sao chẳng chịu đi, về cho tổ tẩu để khi sách dày. Mẹ con đứng thẹn thùng ngay, vội vàng cúi lạy chân rầy trở ra. Trở về chưa kịp tới nhà, thấy hai con cọp chạy ra đón đàn. Thấy đều bắt mẹ con nàng, đem vào lại bỏ trong hang thương tòng. Bốn bệ đá lấp bịch bùng, mẹ con than khóc khôn trông ra rồi trời kia quả báo mấy hồi tiết công son điểm phấn dội bấy lâu làm người cho biết ngãi sâu gặp cơn hoạn nạn cùng nhau cho tròn đừng đừng theo thói mẹ con thác đà mất kiếp tiếng còn bia danh trạng nguyên về tới đông thành lục ông trước đã xây dinh ở làng bày ra sáu lễ sẵn sàng các quan đi họ cưới nàng nguyệt nga xuôi gia đã xứng xuôi gia, rày mừng hai họ một nhà thành thân. Trăm năm biết mấy tinh thần, sanh con sau núi, gót lân, đời đời. Cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe. Chúc cho tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe, bình an, may mắn, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công. Và nếu thích những video của Vân, hy vọng mọi người sẽ nhấn nút like nè. Rồi nhấn nút đăng ký để ủng hộ vân vân theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin chào.